thì bây giờ chúng ta hãy nói tới là tại sao thôi này nghĩ là cái đợt xuống giá là thực sự rất là tốt cho cái sự tăng trưởng của bitcoin cũng như nếu chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái tài liệu on-chain của ngày hôm nay thì các bạn thấy được là bitcoin bây giờ đã muốn trở về cái mức là 35.000 đô bây giờ là 34.913 thì chúng ta bây giờ nhìn vào một biểu đồ mà các bạn cũng rất là quen thuộc đó chính là bitcoin profitable days như là bao nhiêu ngày trong lịch sử Bitcoin mà đang có lời hiện bây giờ Thì các bạn thấy được là Bitcoin đó trên màn hình đây chính là cái biểu đồ của Bitcoin Màu xanh là các bạn mua những ngày này thì bây giờ đã có lời rồi Nhưng là cái giá những ngày đó là thấp hơn cái giá hiện bây giờ Chỉ khi nào các bạn thấy màu đỏ đó thì mới là những ngày đó các bạn mua mới bị lỗ mà thôi Thì chúng ta thấy được là trong lịch sử của Bitcoin đó tổng cộng là có 3 800 ngày mà trong vòng 3.800 ngày đã có 3.796 ngày đã có lời rồi có nghĩa là 99% trăm là đang có lời. Bây giờ các bạn thấy được là toàn bộ đều là một màu xanh lá cây. Chỉ có một phần nhỏ trên đây là màu đỏ mà thôi. Như là các bạn chỉ mua ở những cái mức mà trên 35 ngàn thì bây giờ mới bị lỗ mà thôi. Thì đây là một cái điều thật sự là không tốt như sự tăng trưởng. Tại vì chúng ta muốn thấy là có nhiều người không có lời hơn thì chúng ta mới có cơ hội thấy cái Bitcoin tăng trưởng tiếp tục. Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà Bitcoin cứ tăng trưởng hoài mà ai cũng có lời hết thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì ai cũng có lời thì chúng ta còn những người mới tham gia vào thì họ sẽ chờ đợi tới khúc nào? Các bạn thấy được là nếu như mà mọi người đều có lời quá nhiều thì bất cứ một lúc nào cũng có khả năng là họ chốt lời rất là mạnh. Và nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục có lời như vậy thì chúng ta không có những cái người mới mua ở những cái mức cao hơn. Chúng ta muốn thấy được là những người mới mua ở những cái mức cao hơn khiến cho khi mà Bitcoin đi xuống thì các bạn thấy là những người đó là đang bị lỗ cho nên họ sẽ không bán họ sẽ chờ đợi họ sẽ lưu trữ cũng như là nhiều bạn mua ở những cái mức mà 10.000 đô 5.000 đô 15.000 đô mà các bạn lưu từ cái giờ này thì lúc đó thời điểm đó có mua là cái đỉnh cao nhưng mà bây giờ là rất thấp ngược lại các bạn muốn những người mà tham gia vào bây giờ các bạn cần phải có nhiều người hơn lưu trữ bitcoin ở những cái thời điểm mà không có lời cho nên những người đó thì mới tiếp tục giữ bitcoin đẩy bitcoin lên tới cái mức là 80 ngàn, 100 ngàn như là các bạn đã giữ Bitcoin từ 15 ngàn cho đến 30 ngàn hiện bây giờ Thì Nói gì không biết các bạn có hiểu ý thương đúng không có nói hay không Tại vì chúng ta thật sự là cần nhiều người chốt lời hơn để cho chúng ta có thêm những cái thời điểm mà có thêm nhiều ngày mua Bitcoin mà giá không có lời để chúng ta có thêm nhiều người tham gia vào tiếp tục lưu trữ bitcoin để mà đẩy giá bitcoin tăng lên và để giải thích một cách thường nghĩ là dễ hiểu hơn thì chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ rất là quan trọng chúng ta đã nói tới biểu đồ này một lần trước đây đây là một biểu đồ mà chúng ta phải thường xuyên xem tại vì đây là biểu đồ mà có thể giải thích được khi nào chúng ta đã đến đỉnh cái đợt này rồi thì chúng ta thấy được đây là một biểu đồ gọi là net unrealized profit loss. Đây là một cái biểu đồ giống như là chúng ta thấy là bao nhiêu người đang có lời bao nhiêu trên thị trường này. Thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đi. Các bạn thấy được là bên dưới này cái đường mà màu xám đó chính là giá của Bitcoin. Cái đường mà có nhiều màu này đó đó chính là cái tình hình của bao nhiêu người đang có lời ở trên thị trường Bitcoin này. Cái màu mà chúng ta không muốn thấy đó chính là cái màu xanh dương khi mà chúng ta thấy là cái biểu đồ bên trên này tới cái màu xanh dương này đó là coi như ta đã đến đỉnh của cái đợt tăng trưởng đó rồi đây là một điều rất là quan trọng các bạn thấy được là biểu đồ này đã chính xác đón được cái đỉnh của năm 2000 các bạn thấy được đây là cái thời điểm năm 2013 khi mà chúng ta đi vào cái vùng mà màu xanh dương này thì các bạn thấy được là chúng ta đã đến cái đỉnh đợt tăng trưởng đó rồi tại vì lúc này đã có quá nhiều người đi vào cái thời điểm gọi là quá hưng phấn rồi ai cũng có lời hết cho nên các bạn mới thấy được là chúng ta dẫn đến việc là Bitcoin đã quá cao, quá nhiều người có lời mà không có người mới vào khiến cho các bạn thấy được giá sẽ bị sụp. Và cũng tương tự các bạn thấy được là biểu đồ này cũng có thể giải thích được khi mà chúng ta tới tháng 12 của năm 2017 thì các bạn thấy được là cũng đi vào cái thời điểm là có màu xanh dương này khiến cho các bạn thấy là sau đó dẫn đến mùa đông crypto thì bây giờ các bạn thấy được rất là nguy hiểm. Thực sự mà nói chúng ta chỉ lách ra khỏi màu xanh dương trong tích tắc mà thôi các bạn thấy được cái đợt đi xuống này đó đã khiến cho cái đường màu xanh lá cây này các bạn thấy được là rất nhiều người đang có lời rất nhiều hưng phấn rất nhiều người đang có lời rất nhiều người hưng phấn tiếp tục và tiếp tục đẩy cái đường này tăng lên nhưng mà chúng ta thấy được là qua khỏi cái đường đi ngang này có những cái chấm đó thì đã trở thành màu xanh dương cho nên nếu như mà chúng ta thấy bitcoin đi vào dùng màu xanh dương này là một dùng rất là nguy hiểm có nghĩa là chúng ta thực sự đã đến đỉnh của đợt này rồi cho nên chúng ta muốn thấy bitcoin có đợt điều chỉnh cho nên tôi muốn nói các bạn là thường muốn thấy được Bitcoin có được cái sự điều chỉnh sâu hơn và dài hơn Tại sao? Tại vì thường muốn nhiều người chốt lại hơn, nhiều người mới mua giá Bitcoin với cái giá cao hơn Và chúng ta muốn thấy là những cái chỉ số reset lại Chúng ta sẽ không nói tới những chỉ số liên quan tới phân tích kỹ thuật Tại vì thường biết rất nhiều bạn sử dụng những chỉ số như là OSI vân vân Những chỉ số đó đã dẫn đến là chúng ta thấy là giá Bitcoin đã mua quá mức trong thời gian dài rồi chúng ta chỉ nói những chỉ số on chain mà thôi có nghĩa là chúng ta thấy những chỉ số này cần phải được reset lại nhưng mà cái đợt tăng trưởng này các bạn thấy là reset lại chỉ có một phần nhỏ mà thôi cho nên thường cũng không có cảm thấy an toàn lắm thường muốn thấy là cái đường màu xanh lá cây này trở về cái phần như là màu vàng đậm các bạn nhìn thấy trên màn hình thì thường mới cảm thấy là an toàn hơn có nhiều người hơn vẫn chưa đến cái đỉnh là hưng phấn cho nên chúng ta mới có thể thấy cái đợt tăng trưởng này tiếp tục trong lịch sử thì cũng có nhiều đợt các bạn thấy được là năm 2017 đó đã có nhiều đợt như là tháng 6 thì đã gần đi vào cái tình trạng là hưng phấn cực độ, nghĩa là cái màu xanh dương như này nhưng mà đã có một cái sự đi xuống giá khiến cho giá cả điều chỉnh trở lại, khiến cho cái chỉ số này nguội trở lại. Và cũng tương tự các bạn thấy được là có hai đợt cũng tiến tới cái mức đó, nghĩa là hồi tháng 8 cũng như là hồi tháng 10 và tháng 11 nhưng mà cuối cùng cũng được nguội lại. Đó là những cái đợt mà điều chỉnh các bạn thấy. Thường đã chia sẻ đầu cái video này Và sau đó cuối cùng thì tháng 12 chúng ta đã đi lên cái đỉnh của đợt tăng trưởng này Và giá cả đi vào mùa đông crypto Cho nên đây là một cái biểu đồ rất là quan trọng mà chúng ta cần phải xem thường xuyên Thường sẽ cố gắng chia sẻ thêm thường xuyên để các bạn thấy được là tình hình của cái biểu đồ này là như thế nào Và chúng ta thật sự là chưa muốn thấy cái đường này đi vào dùng màu xanh dương đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Tại sao mà thường lại muốn chúng ta có một cái đợt điều chỉnh sâu hơn và dài hơn thì bây giờ nhìn vào một số những cái tài liệu on chain đi thì chúng ta nhìn vào những tài liệu thông thường như là Miners Position Index MPI thì chúng ta thấy rất rõ ràng là cái chỉ số này khi mà trên số 2 thì như bạn cũng đã biết là nếu như mà chỉ số này trên số 2 nghĩa là thời đạo đang bán mạnh thì thời đạo bán mạnh trong thời gian là cách đây vài ngày liên tục bán mạnh nhưng mà các bạn thấy rất rõ ràng là từ ngày hôm qua tới bây giờ đã chỉ số này đã từ cái mức là 4.07 xuống còn có 1.5 xuống còn có 0.95 có nghĩa là chúng ta nhìn vào thống kê thì thống kê sẵn cho các bạn thì nhìn vào minor MPI đi thì các bạn thấy được là chỉ số trong những 7 ngày qua đó thì hai ngày mới đây là không bán mạnh nghĩa là đây là dấu hiệu là những thời đào cũng đã thấy được là cái lực mua không mạnh cho nên họ không muốn bán thời đào chỉ bán khi mà lực mua mạnh cho nên ngược lại với nhiều bạn suy nghĩ chúng ta muốn thấy chỉ số này cao khi chỉ số cao đó nghĩa là nhiều thời đào bán nhưng mà cũng đồng nghĩa là cái sức mua rất là mạnh đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong thời điểm này đương nhiên là giá đi xuống thời đào sẽ không bán thời đào đúng đầu muốn bán khi giá đi lên mà thôi Chúng ta nhìn vào những tài liệu mà thông thường như là các bạn thấy là BTC đi Thì Bitcoin, bao nhiêu Bitcoin được nạp lên trên sàn và bao nhiêu Bitcoin được rút ra khỏi sàn Thì chúng ta thấy được là thường thống kê trong cái ngày là chúng ta thấy được là ngày 10 Tây Và ngày 11 Tây thì ngày 10 Tây chúng ta có 48.000 Bitcoin được nạp lên trên sàn và rút ra chỉ có 39.000 Nghĩa là chúng ta thấy ngày 10 Tây Có nghĩa là ngày hôm qua thì chúng ta có thêm 9.000 Bitcoin trên sàn và hôm nay thì có 91.000 Bitcoin nạp và 85.000 Bitcoin được rút ra nghĩa là thêm 5,26.000 Bitcoin thì trên căn bản chúng ta thấy được là Bitcoin trong vòng 7 ngày qua đó thì cái số lượng đi nạp trên sàn đã tăng lên và tăng 2,73% so với cái số lượng được rút ra. Đây là cái tình hình của Bitcoin hiện bây giờ nhưng mà ngược lại, chúng ta nhìn vào hoạt động của cá voi đi thì các bạn thấy được là hoạt động của cá voi đó thì không có nhiều là các bạn thấy được hoạt động cá voi là bây giờ ngày 11 hôm nay chỉ là 31,23% thôi so với những ngày trước đó thì đã thấp hơn. Và các bạn thấy đây cũng tương tự cái phần trăm cá voi rút tiền ra khỏi sàn cũng giảm xuống có nghĩa là trong vòng thời gian 2 ngày qua đâu hoạt động của cá voi đã giảm xuống hoạt động trên sàn bây giờ chủ yếu là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ những người bán phần lớn là nhà đầu tư riêng lẻ và những người mua cũng là những nhà đầu tư riêng lẻ chúng ta không thấy động tĩnh những cá voi hiện bây giờ xuất hiện những cái sàn thông thường và chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới ethereum đi thì ethereum bao nhiêu tiền được nạp vào bao nhiêu ethereum được rút ra thì chúng ta thấy được là ngày hôm qua tới ngày hôm nay đó thì ngày hôm qua chúng ta có 421 triệu ethereum được nạp vào chỉ có 348 triệu ethereum được rút ra có nghĩa là dư 72 triệu ethereum nhưng mà ngược lại ngày hôm nay thì lại có 598.000 ethereum được nạp vào nhưng mà 674.000 ethereum được rút ra có nghĩa là chúng ta đã mất đi 76.000 ethereum ngày hôm nay thì các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì đã có 3,1 triệu Ethereum được nạp vào nhưng mà rút ra tới 3,5 triệu Ethereum. Như là đã mất đi 396.000 đồng Ethereum trong thời gian 7 ngày qua thì ngược lại với lại Bitcoin Ethereum vẫn đang được thu mua tích lũy rất là mạnh hiện bây giờ. Cho nên thì Ethereum vẫn là một trong những cái đồng mà thường tiếp tục tích lũy trung bình giá rất là tích cực. Trong thời gian mấy tuần qua thì đã chia sẻ với các bạn Và chúng ta nhìn vào một thông tin khác nữa đó chính là những đồng ổn định thì các bạn thấy được là những đồng ổn định đó. chúng ta thấy đây là tất cả những đồng ổn định như là bao gồm đồng Tether, đồng USDC, đồng BUSD vân vân thì chúng ta thấy là trong thời gian là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục có nhiều đồng ổn định được nạp lên trên sàn và đây cũng là một cái điều mình thường quan sát được cũng tương tự như là Willy Woo đã chia sẻ là chúng ta thấy có nhiều đồng ổn định hơn được nạp lên trên sàn và chúng ta thấy được là đồng BUSD những cái sàn mà có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ thì các bạn thấy được là sàn Binance nghĩa là sử dụng đồng BUSD đó thì cái số lượng người nạp vào đó thì không có tăng nhưng mà ngược lại đồng USDC nghĩa là đồng này được sử dụng phần lớn là trên sàn Coinbase đó, thì cái số lượng đồng ổn định được nạp vào tiếp tục tăng từ hôm qua tới, tới bây giờ có nghĩa là sao có nghĩa là cũng giống như là Willy Wu đã chia sẻ mà thường nên nói với các bạn đó đó chính là bắt nguồn từ sàn Coinbase vì cái lý do là sàn không có xử lý được những lệnh mua khiến cho giá cả đi xuống trên sàn Coinbase và sau đó dẫn đến là những cái sàn mà dựa theo giá sàn Coinbase thì cái giá nó cũng đi xuống theo dẫn tới nhiều người lo lắng và lại bán Bitcoin dẫn đến cái sự mà bán tháo trong thời gian từ qua cho tới, tới bây giờ chứ không phải liên quan tới một cái tin tức nào quan trọng hết và chúng ta đã thấy được là những cái đồng ổn định tại được nạp lên trên sàn Coinbase và vẫn tiếp tục đang nạp lên và nếu như tiếp tục thì như là will đã nói là chúng ta sẽ không thấy được là Bitcoin sẽ tiếp tục đi xuống và đây cũng không hẳn là một điều tốt có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy vui tại Bitcoin có thể là không đi xuống nữa nhưng mà thuận lại muốn thấy được là Bitcoin đi xuống sâu hơn một chút Thậm chí là đi xuống dưới 30.000 đô thì cũng là một điều mình cảm thấy là cần thiết Và cái thời gian mà hồi phục thì dài hơn có thể là một tuần hay gì đó để chúng ta Có thể thấy được cái cơ hội là Cái biểu đồ NUPL này Điều chỉnh lại để chúng ta chính xa là cái dùng mà màu xanh dương này chúng ta không muốn chạm vào cái dùng màu xanh dương này chúng ta muốn chỉ số này hồi phục lại Cái chỉ số này có một sự điều chỉnh lại đi xuống nguội là một chút để chúng ta có thêm cái mùa tăng trưởng này để có thể đạt được những cái mức như chúng ta đã nói tới là 123.000 đô như thường đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua thì đây là một cái video mà cũng đã rất là dài rồi thường hy vọng là thường đem đến cho các bạn một số những cái thông tin thú vị và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này và nếu như bạn là một trader hay là các bạn đang tìm kiếm những cái sàn giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể tham gia bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể tham gia vào sàn margin FX đây là một cái sàn margin mà nhiều bạn cũng đã biết sàn này thì hỗ trợ quốc tế nhưng mà hiện giờ là không có hỗ trợ US Trader và những cái dịch vụ này đó các bạn thấy trên màn hình các bạn có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây để có thể đăng ký vào những những hỗ trợ để bên chúng thần có thể giúp đỡ các bạn cho đến những câu hỏi những thắc mắc khi các bạn sử dụng những dịch vụ này và kế tiếp các bạn đang tham gia vào sàn EMT. đây là một cái sàn margin có hỗ trợ copy trade có nghĩa các bạn có thể copy những trader khác và sàn này thì hỗ trợ US cũng như là quốc tế và bây giờ thì có những ưu đãi như các bạn có thể nhận được 410 đồng tether khi mà tham gia vào sàn EMT. đương nhiên có một số điều lệ các bạn cần phải theo để có được cái ưu đãi đó và sàn binance.com thì đây là cái sàn mà nhiều bạn đang sử dụng một sàn rất nổi tiếng tôi không cần phải giới thiệu nhiều và các bạn thấy là sàn này các bạn có thể được giảm tới 20 phần trăm phí giao dịch khi mà tham gia thông qua liên thông capital hay là giảm 10% phí giao dịch futures khi các bạn tham gia thông qua link thông capital thì các bạn chỉ cần đăng ký 1 trong 2 link này thôi là sẽ được giảm 20% phí giao dịch thông thường như là giao dịch spot thì các bạn bấm vào cái link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là cái kickback rate là 20% như là các bạn sẽ được giảm 20% khi các bạn tham gia cũng như là các bạn được giảm 10% nếu như các bạn sử dụng futures còn giao dịch thông thường là được giảm 20% thì trở lại các bạn thấy được chúng ta có thể tham gia vào sàn Binance US đây là một cái sàn mà Binance nhưng mà hỗ trợ US Trader sàn Binance.com đã không hỗ trợ từ tháng 9 của năm 2019 rồi và các bạn thấy được là sàn Margin Bybit đây là một cái sàn mà Margin của rất nổi tiếng các bạn thấy được là phí giao dịch sẽ được giảm 10% khi các bạn tham gia vào và các bạn có thể được nhận những cái bonus khi các bạn mới tham gia và sàn Coinbase một sàn rất nổi tiếng một sàn mà rất dễ sử dụng cho những bạn mới các bạn sau khi mà đăng ký thì có thể được tặng 10 đô la sau khi deposit 100 đô và giao dịch lần đầu tiên và sàn Coinbase này là một sàn mà hỗ trợ US, Anh, Úc và 27 quốc gia chỉ đáng tiếc là bây giờ sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ thị trường Việt Nam ở thời điểm bây giờ và BlockFi là một cái ứng dụng landing có lại các bạn có thể tham gia vào đây là một cái ứng dụng rất là nổi tiếng và tham gia BlockFi thì bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô à, tùy theo là các bạn gửi bao nhiêu có hỗ trợ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác và crypto coin các bạn cũng đã biết đây là một trang web mà chúng ta sử dụng hầu như là hàng ngày khi mà thường chia sẻ những thông tin với các bạn và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn